Chào các bạn. Ở trước mặt các bạn đây là một chiếc máy Husqvarna 541 ở Thụy Điển chính hãng nhé. Thì trong cái quá trình sử dụng, quá trình ra đời sử dụng thì có một cái lỗi hay gặp, đó là lỗi ốp giật. Thì lỗi ốp giật của Hu 541 này thì đa phần gặp ở những người dùng là phụ nữ, mà những người mới dùng mà với cái cách khởi động mà chúng ta chưa quen mà là nó hay bị gặp lỗi ở ốp giật. Thì có cái lỗi là nó hay bị toét ở bên bên trong cái này, để khi mà chúng ta giật mạnh quá ấy, thì nó hay bị hỏng cái toét ở cái hai cái cá mắc ở bên trong này nhé. Còn khi mà giật lừng khừng ấy, là nhất là các cái chị em phụ nữ mà dùng là giật lừng khừng là nó hay bị bật cái cord ở trong này. Bởi vì khi chúng ta giật mà nó không quyết định ấy, thì nó quay, nó cứ chúng ta mà giật cái lừng khừng ấy, thì là hầu như là 10 phụ nữ mới dùng ấy, thì đều có đến 6 7 người là bị hỏng ốp giật. Là khi rút ra là cái dây nó sẽ không quay lại, bởi vì nó bị trượt ở cái dây cord ở bên trong. Còn giật mạnh quá thì các bạn, giật mạnh quá thì nó hay bị toét ở đây này, bởi vì cái lực mà khi mà chúng ta kéo máy thì chúng ta chỉ cần vừa đủ thôi. Đấy, các bạn giật vừa đủ để làm sao mà nó khởi động được cái máy thôi, chứ không cần mạnh quá mà cũng đừng yếu quá. Đấy, yếu quá thì nó hay bị bật lò xo, bật bật cái dây cót nhé. Còn nếu mà mạnh quá là nó hay hỏng ở bên trong. Thì hiện nay trên thị trường thì đã có cái ốp giật để thay thế cho Hu 541 các bạn nhé. Thì ốp, nếu mà các bạn dùng đây là, đây trước mặt các bạn đây là cái ốp chính hãng của nó, ốp theo máy. Thì thực ra thì bản chất thì nó cũng chất lượng thì so mấy cái ốp mới ra hiện nay thì nó cũng chẳng chắc cũng không hơn được cái gì nhiều đâu, bởi vì là mình có cái cảm quan và cái so sánh từ đồ nhựa này, đối với kết cấu bên trong ấy thì nó cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà cái ốp mới ra, cái ốp mới này thì là ốp trợ lực các bạn nhé. Cái ốp mới này là nó có hai lò xo, dây cọ, một lò xo một dây cọ ở trong, có nghĩa là nó sẽ có hỗ trợ là trợ lực ở bên trong để cho các bạn giật thì nó sẽ nhẹ hơn, nhất là các bạn nữ giật, chị em phụ nữ chúng ta dùng thì chúng ta dùng cái này thì sẽ hợp lý hơn. Thì cái chiều dày của nó sẽ dày hơn một chút, thì so với lại cái của hãng thì nó dày hơn khoảng độ 1 phân này, nó tầm này. Thì nếu mà hỏng thì chúng ta chỉ thay thôi, các bạn thay vào này thôi. Và khi mà các bạn muốn lấy một cái giống hệt như thế này thì đa phần thì công ty hoặc là các cửa hàng bán sẽ tháo ở các máy khác ra, thì bán rất là đắt, tầm 600-700 nghìn gì đấy, khoảng 500-600 nghìn gì đấy, phải cũng phải tầm đấy thì các cửa hàng người ta mới bán được. Còn thông thường những cái ốp mới ra thế này để trợ lực như thế này thì nó rẻ hơn khá nhiều, rẻ hơn khoảng nửa. Thì các bạn có thể mua những cái như thế này để cho các bạn dùng thì nó cũng rất là ok. Thì hiện nay một số máy, ví dụ như một số máy mới ra còn làm giống Hu này thì cũng đang sử dụng ốp giật này, thì giật nó giật trợ lực cũng khá là nhẹ nhàng. Mà theo như cảm quan mình nhìn thì cái này cũng rất là bền, theo cái nhựa của nó rất tốt nhé. Đấy, mà giật rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, có mấy lời chia sẻ các bạn thì nhé. Các bạn có nhu cầu mà thay cái ốp giật của Husqvarna 541 thì liên hệ mình nhé. Kể cả ốp của 143 cũng có ốp trợ lực các bạn nhé. Ốp Hu 143 cũng có trợ lực nhé. Còn đây là của 541. Ok, chào các bạn.